Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi thường gặp trên Windows 8 hay là Windows 8.1 khi mà các bạn update từ cái Win khác lên. Cái lỗi đó chính là cái lỗi mà ổ đĩa thường bị full 100% mà chúng ta không làm được gì hết đó. Vì trước đây thì mình cũng đã từng bị. Để có sửa lỗi này, đầu tiên các bạn vào File, chọn Open File. Sau đó tìm đến cái Superfetch. Ở đây mình đã disable sẵn rồi. Nếu các bạn chưa nào thì các bạn disable đi. Các bạn ở phần startup time các bạn chọn disable đi. Ok. Và tiếp đến các bạn tìm đến Windows Search. Ở đây các bạn lại tiếp tục click chuột phải vào nó rồi đi con đi xuống đi. Ok, sau khi mà đã làm xong thì chúng ta mở máy computer lên, vào system property, chọn advanced system setting. Các bạn system property này mở lên đó, các bạn chuyển vào tab advanced, chọn setting ở mục performance, chuyển qua tab Advanced, mục mà Virtual Memory, các bạn chọn Change. Ở đây thì cái ổ đĩa nào trống nhiều quá thì các bạn chọn ổ đĩa đó. Ví dụ như mình chọn đĩa D, mình check ở Automatic. Giờ các bạn xét thông số theo mình. Ở cái mục đầu tiên các bạn để là 16.384. Mục tiếp theo các bạn để là 32.768. Chọn xét. Sau đó ok, tiếp tục apply. Ok, sau đó các bạn reset lại máy là sẽ hết lỗi. Rồi, clip đến đây là hết. Giờ các bạn thích thì like, thích thì subscribe. Hẹn gặp lại các bạn clip lần sau.